Thiệu hả? Nó đa chức năng đó, cái đó là đa chức năng nó nhiều. Nhưng mà cái game đó là bỏ mua. Không biết cái thời Tây Lan người ta mang mấy cái giày được. Không biết sao mang được, cái này nhà vua mới mang. Nhà vua đâu có đi đâu đâu, chắc có tấm lót. Đúng rồi. Chắc là có tấm lót. Mấy cái sắt nó đâm vô chân, chắc phải có mang vô. Có tấm, không phải có tấm lót. Tấm lót mới được. Mình đi vô bảo tàng ở Huế rồi đó, người ta đâu cho quay phim. Đúng rồi. Không? Đâu cho quay phim chụp hình gì đâu. Mình nha. Có thấy chiếc nhẫn không? Nhẫn hồi xưa không? Đó. Đó, đeo cho cái nhỏ nhỏ đó. Xấu quá. Chọn màu không? Thank you.
Không có gửi đâu con ơi, không có gửi đâu, lâu lắm không có gửi đâu. Ba thử rồi. Hả? Thì đó có địa chỉ mail, họ gửi vô địa chỉ mail mà ba thử hai tấm mà đâu thấy họ gửi đâu. Không, sứ giả của Sila. Cái vương miện của Nam không? Cái mão của Nam nè. Quá đẹp luôn á. Cái này của nữ nè, bông tai nữa nè. Ok, đưa cái mặt nạ lên cho coi coi. Gài vô khuy áo á, gài vô khuy áo dễ hơn. Ồ. Đưa mặt nạ coi. Dạ. Cái tay nữa, sản phẩm nãy giờ đâu. Cái tay đâu. Vậy luôn. Cái dưới xong đâu, xong đâu. Anh đi anh. Dạ 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 dạ. Đang quay rồi hả? Dạ đang quay. Được rồi, cố gắng nhiều quá. Chị nhờ giùm người khác đi, tại vì em đang quay, nó quay rất là dài. Không có dừng lại được. Ồ, cái mão này ngộ đó nè. Cái mão này giống như sừng hươu vậy đó. Mão của hoàng tộc à. Ủa cái này cắn vô đầu sao chịu nổi ta? Dạ. Không, nhưng mà như vậy thì người ta sẽ có cái gì đó trên. À. Cứ cấm cấm vô đầu. Nó ra như vậy nó ra một đỉnh đầu. Mày tới mỏng của nữ nè. Đó là tóc tóc giả đâu mà. Tóc giả, cái này là hoa tai. Hoa tai trong cà tóc rồi mà ơi. Búp bê hả?
À. Chưa đâu, còn lâu lắm. Em ơi. Ơi. À, phân cấp á, cái đó về phân theo giai cấp á. Cái này 3-1 đâm chất bùm. Con cầm giùm ba cái làm khó tay quá. Tức là quan thì mặt khác, lính thì mặt khác, dân thì mặt khác. À. Đấy là cuối âm từ. Này là mấy quan cao. Người dân thì thường là trang phục là dân thường thì chỉ trang phục chỉ có hai màu là trắng và đen thôi. Rồi. Còn xi lu xi la. Bánh mật ong nè. Ô nhà ở là nhà ở hồi xưa của người Hàn Quốc nè. Giống bằng đất quá ha. À. Đất. Chén xương bên nhà là chén xương. Hả? Cái này là cái hình dạng thôi, mô hình thôi, bằng chén á, tức là chất liệu là đất. Đi coi kìa, coi phim Khang ơi, Khang à, có phim này không? Không, ừ, ra mà chị coi kìa.